chào anh em quay trở lại với Phan Mô Tô nhá. Hôm nay giới thiệu với anh em một món hời này, CVR 250 RR đăng ký lần đầu 2019. Biển Hà Nội, Euro chuẩn 1.7 km nhá. Mình mua của chính chủ từ đầu, mình đã bán 2 lần rồi, bây giờ các khách quay đầu giá cực hợp lý cho anh em trong ngày hôm nay là 116 triệu cho anh em chốt luôn nhá. Đấy. Euro chuẩn mình dám khẳng định mình được mua của từ chính chủ. Mình quay cả biển số lên cho anh em xem là có anh em nào dám vào bóc phốt là con này mình mua Euro không. Đấy, Euro chuẩn nhá, anh em yên tâm. Con nào mình mua không mua lại được của chính chủ, mua của người khác rồi qua tay mình không bao giờ dám khẳng định là Euro chuẩn cả. Mình chỉ dám khẳng định là máy móc zin không đâm vào tai nạn. Thế thôi. Con nào khẳng định là chuẩn. Thế thôi. Đấy. Xe cam kết là không đâm vào tai nạn đổ ngã. Bao anh em check LT9, check hãng, check thợ nào được. Bao test lỗi trong vòng 1 tuần, nếu lỗi mình hoàn tiền, hoặc anh em không kích hoàn thì mình hỗ trợ cho anh em tiền sửa. Trong vòng 1 năm mình bảo hành động cơ cho anh em. Loại này đời cao nó không hỏng gì đâu. Con này thì gắn ni lông full xe rồi. Đấy, bình thường biển Hà Nội nó phải rơi tầm 1-2x. Đấy. Nhưng mà con này thì mình quay đầu được giá hợp lý, cho nên là để rẻ cho anh em luôn. Anh em chơi quá hợp lý rồi, biển Hà Nội không bao giờ sợ mất giá và lỗi thời cả. Hợp thời trang, lên chống đổ thân rồi này. Gương zin nếu các bạn thích thì mình sẽ cho các bạn gương zin của mấy con trong nhà. Đó. Giá hợp lý luôn, 116 triệu nhá. Anh em mua bán nhanh nhẹn thì lộc lá thêm cho anh em tí được là sao. Anh em mình alo số điện thoại 0827 90 419 hoặc 0879 5 5 2 nhá. Chào tất cả anh em.